Là mình giờ cũng có mẹc cơ à? Thằng nào mà giàu thế nhở? Bọn em cũng không biết. À, đấy là xe của thằng Tuấn, con nhà bác Sáu Đen ở đội 1 ý. Thằng Tuấn mà ngày xưa còi còi bẩn bẩn đấy á? Ừ, đúng rồi. Nó làm gì mà phất thế nhở? Thế bảo nó có công ty ở trên thành phố. Nghèo thì lâu, chứ giàu thì mấy tí anh. Mà hình như nó bằng tuổi anh hay sao ấy nhở? Nó sẽ học cùng lớp. Đấy, học cùng nhau. Giờ nó có ô tô xịn để đi. Còn anh thì cứ cờ bất cờ bơ ấy. Này, mà nói gì đấy? Tao vả một phát răng môi đã lộn vào khoa chấn thương chỉnh hình bây giờ. Em xin lỗi. Ghi sổ của tao, mai trả. Đi. Anh ơi, bọn nó đến rồi ạ. Bắt đầu đi. Mệt quá, nghỉ tí đi mày. Anh ơi, anh đánh xe gọn vào cho em đi qua được không ạ? Chào anh có thể di chuyển cái xe cho xe tôi qua được không ạ? Tại sao tao phải di chuyển? Đường của nhà mày à? Đây không phải đường của tôi, nhưng là đường của Trung. Đường này nó cũng rộng mà. Anh dịch cái xe một tí thôi là xe tôi qua được. Mày tưởng mày có ô tô là mày oai à? Mày nghĩ có tí tiền là mày có thể sai khiến được bọn tao á? Tôi không có ý sai khiến. Các anh nể là người cùng quê, giúp tôi một tí đi ạ. Ủa, cùng quê kìa mày. Cùng quê, tao đã gặp mày bao giờ đâu. Chả là tôi đi làm ăn xa, lâu lâu mới về quê một lần. Tôi là con nhà bố Sáu, ở cuối thôn kia kìa. Nói chung là tao không biết. Như mày nói, đây là đường của Trung. Tao đi đâu, tao nghỉ đâu, kệ tao, ok. Các anh hơi vô lý rồi đấy. Các anh chặn xe tôi là có ý gì? Đây chả có ý gì. Đây đẩy xe mệt, nên là ngồi đây nghỉ tí. Làm sao bây giờ hả anh? Các anh tránh ra, để tôi đẩy xe. Mày định làm cái gì đấy? Định đụng vào xe của tao á? Tôi chỉ muốn di chuyển cái xe này để tôi đi qua thôi. Có chuyện gì mà ở Mỹ thế? Hả? Anh Đạt. Đạt Fit à? Ừ, ai đây ta? Thì ra là ông à? Dạo này ông thế nào? Này, hỏi điểu nhau đấy à? Chắc chắn là không giàu được như ông, thành đạt như ông rồi. Chỗ bạn bè với nhau, sao phải khách sáo thế? Ai bạn bè với ông? Dân đen như bọn tôi ấy, ai dám làm bạn với người giàu như bọn ông? Mà này, có chuyện gì mà ông gây chuyện với mấy anh em làng thế? Tôi có gây chuyện gì đâu. Họ đem xe ra chặn giữa đường. Tôi nhờ họ đẩy xe ra, để xe ô tô tôi qua. Thế mà họ không chịu. Ai bảo tao chặn? Tao đẩy xe, tao mệt, tao ngồi nghỉ tí thôi. Đấy thấy chưa? Họ mệt, họ đẩy xe, họ nghỉ tí thôi. Hay bây giờ ông giàu rồi, không hiểu nỗi vất vả kéo xe của bọn họ. Tôi hiểu chứ, nhưng mà hai người này quá vô lý. Tôi bảo để tôi đẩy, họ cũng không cho cơ. Thôi, ông đẩy xe của bọn họ ấy, xe hỏng ra đấy thì ai đến cho người ta? Mà này tôi bảo, chi bằng ấy, ông cho người ta ít tiền, chứ bọn này bọn nó nhây lắm. Coi như ý là tiền phí đường bộ. Nhưng mà nếu có đóng lệ phí đường cũng phải đóng cho thôn, cho xã chứ. À, thế thì kệ ông đấy. Chứ bọn nó mà cứ như này ấy, ông khó đi đấy. Thôi nghe tôi, giờ ông giàu rồi, có vài đồng bạc lẻ, hãy đưa tôi 5 triệu, tôi nói đỡ cho. Cái gì mà 5 triệu? Sao lại có chuyện như thế được? Làm gì ông phải ngạc nhiên thế. Này, đừng bảo giàu rồi lại kibo nhá. Tôi không phải kibo, nhưng tôi không thể mất 5 triệu cho cái chuyện vô lý như thế này được. Đường này là đường của Trung, vậy mà cứ người chiếm như của riêng ấy. Này, ông đừng vô đũa cả nắm nhá.
tôi chỉ giải quyết giúp ông thôi. Mà ấy, ông về quê không phải lần đầu đâu. Phép vua còn thua lệ làng cơ mà. Thôi anh, mình cứ đưa cho họ đi, mình còn có việc phải đi mà. Ở đây tiền mặt tôi còn gần này, chắc được hơn 2 triệu. Đại gia đi ô tô, mang ít tiền nhờ. Thôi cũng được, để tôi nói đỡ cho. Thế không phải nhanh không? Này, anh ấy cho ít tiền uống nước. Dịch xe ra đây. Ê, xuống em ơi. Thôi, ông đi đi. Chào ông nhá. Đi em. Rồi, con góc chú. Xin. Mày nghĩ xem có tức không? Ngày xưa nó nghèo xác, nhỏ sơ ra. Giờ nó giàu nứt đố đổ vách. Giàu hơn tao gấp mấy lần. Chú mày nghĩ xem, có tức không? Tức ạ. Giờ thằng này ấy, tao phải chơi nó vài vô nữa cũng được. Này, xong chưa? Thôi, thế được rồi. Ừ, ok. Đi đi, nhanh không bị phát hiện đấy. Ai phát hiện cơ? Trưởng thôn, dân phòng. Trưởng thôn đây rồi. Trưởng thôn ở đây làm gì? Ô, bác. À, bắt được quả tang chúng mày rồi nhá, đi ra qua đây. Nhá. Mấy thằng này, tại sao chúng mày lại phá hoại xe của người khác? Hả? Dạ, em có phá đâu mà. Không phá, tang chứng vật chứng đây còn gì nữa. Còn cãi nữa. Có chuyện gì thế ạ? À đây rồi, cô chú vào đây mà xem. Hai cái thằng này này, nó phá hoại xe của cô chú đấy. Lại là hai người à? Lại là sao? Vừa hồi sáng nay, hai người này chặn xe em để xin tiền đấy ạ. À, hai cái thằng này, hóa ra là hai đứa mày tắc oai tắc quái hãm hại người khác à? Hải, đưa hai đứa này lên công an xã uống nước chè, đi. Ừ. Em xin lỗi ạ, anh tha cho bọn em đi ạ. Tha là tha thế nào hả? Cái hành vi mà đi phá hoại tài sản của người khác thế này ấy, mà cái tài sản này có ít tiền đâu, nó vài tỷ đấy, thì bọn mày ấy đi tù mọt gông đấy. Nhưng việc này không phải là do bọn em làm nữa, là do anh Đạt xúi bọn em đấy ạ. Đúng rồi anh ạ, bọn em chỉ nghe theo lời anh Đạt thôi ạ. Anh ấy đang đứng ở ngoài kia rồi ạ. Đạt Phít, quay lại đây. Bác gọi em ạ. Đi vào đây. Tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại xúi hai thằng này đi phá hoại tài sản của người khác?
Bác nói thế nào ý? Em chẳng liên quan. Không liên quan. Chúng nó khai hết rồi cái kìa. Cậu đừng có mà chối. Mẹ chúng mày, cậu thôi đi. Có tôi ở đây, cậu định đánh người à? Tôi nhớ không nhầm, cậu với Tuấn Anh là bạn học cùng lớp, lại cùng quê nữa. Nhưng tại sao cậu đi hãm hại cậu ấy? Cậu nói đi. Đúng, em cho người hại cậu ta đấy. Em chẳng có thù oán gì cả. Chỉ là nhìn thấy nó ngứa mắt thì em làm thôi. Thấy ngứa mắt? Hay là cậu đang đố kỵ? Bây giờ Tuấn Anh đang là chủ tịch một công ty trên thành phố, còn cậu chỉ là thằng cù bất cù bơ, không vợ không con, không thu nhập. Thấy cậu ấy thành công nên cậu ngứa mắt và đố kỵ đúng không? Em... Nhưng cậu có biết Tuấn Anh đã làm được gì cho quê hương không? Cậu ấy hỗ trợ khuyến học, giúp đỡ người nghèo, còn hỗ trợ tiền cho thôn để xây dựng nữa. Còn cậu, cậu làm được cái gì ngoài đi phá làng phá xóm? Còn nữa, cậu có nhớ cái số tiền mà cậu vay tôi để trả nợ cho giang hồ vì cậu đánh bài bạc, và số tiền cho mẹ cậu chữa bệnh nữa? Cậu có biết đấy là số tiền của ai không? Không phải của tôi đâu, mà chính là Tuấn Anh cho vay đấy. Tôi nói cho cậu biết, cuộc sống luôn luôn công bằng. Có làm việc chăm chỉ thì mới có ăn. Còn cái loại ấy, không muốn làm mà chỉ muốn ăn ấy, thì chỉ có mà ăn. Tôi nhớ rồi. Hải, cậu đưa ba thành phần này lên công an xã cho tôi. Dạ vâng ạ. Bác tha cho bọn em ạ. Bọn em biết sai rồi ạ. Anh, thay mặt cậu ấy, em mong anh bỏ qua cho chuyện này. Cũng không có gì đâu ạ. Tha làm sao được? Mấy người này ấy, phá hoại xe của cậu thế cơ mà. Không sao đâu ạ, xe của em cũng đóng bảo hiểm rồi. Đấy, cậu thấy chưa? Tuấn Anh ý đã thành công cho công việc, đối nhân xử thế lại còn đúng mực nữa. Còn cậu thì sao? Bạn bè thành công thì mình phải mừng cho họ chứ. Mình nhìn vào đấy mà cố gắng phấn đấu để làm sao cho bằng bạn bằng bè. Còn cậu lại sinh lòng đố kỵ, đi hãm hại bạn bè như thế là sao hả? Em... Đây là bài học dành cho cậu. Tôi hy vọng từ nay trở đi cậu sống làm sao cho phải. Vâng ạ, bố em biết rồi ạ. Xin lỗi ông, tôi sai rồi. Tôi cũng không để bụng đâu. Thôi, nhân tiện nhà em đang làm cơm, em mời anh và tất cả mọi người vào nhà em làm chén rượu. Tôi đây đã nói thế rồi thì thôi à, mọi người vào uống rượu nhờ. Đi. Đi vào, đi. Mời mọi người vào nhà em. Xin chào các bạn. Các bạn vừa xem xong tập phim vừa rồi của bọn mình. Thì đợt này bọn mình có về quê quay một tuần ở đây, nên là trong thời gian tới sẽ rất là nhiều phim ở làng quê. Đấy là quê của mình luôn đấy. Thì đưa các em về quê quay luôn. Thì tập phim này thì bọn mình muốn nói một thông điệp, đấy là đã là bạn bè, nếu bạn bè thành công ấy thì cũng không nên đố kỵ nhau làm gì. Cuộc sống thì chúng ta nhìn bạn bè chúng ta cố gắng thôi đúng không? Chứ còn nhiều bạn thì cứ ganh ghét nhau rồi các thứ linh tinh nó hơi căng. Đấy, thì sống làm sao mà nó vừa lòng mọi người là ok rồi. Còn cảm ơn nhãn hàng Kohino sâm tố nữ và Rick Hair là tài trợ bọn mình bộ phim này nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hy vọng là các bạn sẽ đón nhận những tập phim tiếp theo của mình trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.